rồi nước sôi em thả cá vô. Cá bữa nay rửa nước mưa tao sập luôn em. Trắng to luôn hả? Trắng to luôn. Cái lúc mà di chuyển quanh đây ha, cái thao đầy hết trơn nước. Bữa nay tới mò có gì đâu mà còn nhiều dưới không? Còn dưới nữa. Còn chưa lấy nước nha. Bởi hồi cấp mình đi hôm nay. Hôm nay anh mò cái gì mình đi để xuồng á. Đi nhóc trên. Cá lóc thì ít chứ cá phi khỏi lo. Tại anh chóng muốn kiếm cá lóc chứ dòng cá phi đảo mấy gì đắt á. Chút xíu. Cá tô lứ. Anh thịt chua nóng nóng ngon dữ à. Mặc dù trời mưa nhưng vô đây mình cũng có một chỗ nấu ăn lý tưởng nè. Gió anh thổi lên cái thịt nó giật gì. Nãy trời mưa đang chấm vô đây là có cá chuối đó. Bỏ luôn. Lúc đó em cũng đang tưởng tượng như anh con đó mà lúc đó mà con cá lóc nó chuối không biết làm sao nữa. Mưa gì mà trắng xóa luôn. Không thấy đường luôn á. Mưa nãy lên có anh tắt nước á. Đó. Đó mưa nãy á. Cũng khiếp thiệt. Hai cấp. Quá lớn. Là bắp chung gỗ luôn hả vậy anh? Chung gỗ luôn á. Rồi vậy em sẽ thả con bắp. Cà bắp đi trước. Nó không chưa thả cẩm luôn. Tiếp em cho rau muống. Rồi rau muống của em cũng hàng chín này, em cho bông điên điển vô. Em cho bông súng vô luôn. Cho cả nhà xem hai con ốc mà. Con ốc kia nó bự siêu khủng. Con đó thuộc là khổng lồ rồi. Con đó đem đi nướng ăn cũng ngon. Dai sực sực. Nhưng mà con này nó nhớt lắm. Em nướng khô rồi. Nó lú mắt ra đó là nó bò đó. Tiền gặm ốc này tới hết hồn được. Đâu mà con ốc quá khủng. Con nó đang bò anh ơi. Thì đó, nó lú mắt nó ra là nó bò nè. Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa rồi nè cả nhà. Sao cơn mưa trời lại sáng. Rồi canh chua em nấu bún chín này em cho rau canh chua vô. Trời cũng tạnh mưa rồi nên là mấy cho con bắt đầu ăn cơm rồi về cả nhà. Cả
canh chua chấm nước mắm mớ. Rồi con xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà ăn cơm với cha con. Dạ xin mời cả nhà nha. Ấm. Rồi mời cả nhà. Nói trời mưa lạnh ăn đỡ thổi. Cá gồm ăn còn gì bằng. Béo. Này đủ chừng ha. Ăn canh chua rau thập cẩm. Điền biển. Đậu bắp. Bông súng rau muống. Thiếu màu đỏ anh ơi, phải sáng mua thêm cà chua nữa. Vậy mà nấu canh chua ngoài đồng nhà ăn bổ nó ngon dữ lắm. Ngộ vậy đó. Chứ anh về nhà chiều anh ăn cơm mà anh ăn với rau muống là không ngon á. Đúng rồi. Ngộ vậy đó cả nhà. Thấy bữa nào đi đồng á, cái thấy rau muống ngon, hái nắm về nhà chịu ăn cơm nhưng mà ăn không ngon. Còn ở ngoài đồng á, ăn rau muống chấm nước mắm thôi cũng ngon nữa. Mà cũng ngộ. Ăn cơm sung sướng không ăn. Đẹp phải ăn cực khổ. Ngoài cơm thì chín trước cơn mưa. Cho nó kéo khô đèn rồi dặn ra nắp hành. Để sáng nói với cha. Trời ơi, này nắng chan chan gì mà lấy mưa làm chi. Này một cái lắm rồi. Cao su. Thôi thiệt. Nãy lúc đầu em thấy nắng thấy ghê hồn không? Nè anh đem theo dán. Anh chuẩn bị đóng cái phan. Mai mốt mình nấu ở trên đây dễ. Nè đem theo để bữa nay nấu thôi tạm thôi. Tại mùa nước nổi cũng còn lâu lắm cả nhà. Thỉnh thoảng thì cũng đi săn bắt đồng khô cho cả nhà xem. Mình quay trở lại mình hoạt động trên đồng mùa nước nổi tiếp. Nên mình làm thêm cái phan xuồng. Mới chuẩn bị mua thêm một cái xuồng nữa để mình đi quay cho nó tiện. Còn xuồng này, xuồng này lên đây thì mình mượn của chú chủ vườn, cha cũng quen nên là chú cho mượn.
tại xuồng côn mình gắn cố định vậy rồi. Bình thường là có một chiếc rồi mình lên mình phải gỡ côn ra, còn bây giờ thì mình có xuồng khác mình gắn cố định vậy đó, mà chiếc xuồng kia thì mình để mình đi theo để mình mò cá. Bây giờ mình cái giờ con mình ấy đi mình cũng được, tháo ra hứa vô mệt á. Dạ. Làm lâu. Hôm qua mình làm ngoài cái chòi ngoài đồng anh nước á, nó đập bồng bền á, nhìn thích lắm. Bữa nay cũng không có nước đập đâu. Nay ở đây cái nó bình yên rồi nè. Nó phức mưa dường. Mưa đồng và cái sóng yên biển lạnh vậy á. Hiện tại là cái vùng mình là nước đang lên á, lên cao luôn á năm nay. Nhưng mà ở trong cái đồng mình đang hoạt động hiện tại là chắc cũng không còn lên nữa anh, nếu lên nữa thì nó ngập vườn của bà con á. Còn những cái đồng xả vụ mà hai vụ ở cả nhà mà không có vườn nhiều á là lên nước nhiều lắm. Đồng hai vụ là cái này là chắc cũng đã gần gần rồi. Đã thì gần gần cả thước rưỡi hai thước nước rồi. Chứ không ít đâu. Tới cổ rồi. Tại đồng hai vụ là người ta xả lúc hết rồi. Có đồng ba vụ như mình nè. Rau xả vụ á thì có vườn có được, người ta đâu có dám xả nhiều ha. Xả nhiều ngập lúc vườn chết hết chứ. Đen trái á. Ổn ngon quá. Chở ít ăn bổi, người ta ăn bổi ngon. Cái đồng cái cà phê béo ha. Nãy giờ thì mấy cha con cũng ăn cơm xong rồi cả nhà, dọn dẹp vô giỏ hết rồi để mình đi về. Thôi xin phép cả nhà khép video lại ở đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà. À vậy thôi. Nôm đâu? Nó lên trước rồi anh ơi. Cha ngồi xin ghe lại sao chút chưa? Thích nè. Phía bên kia cũng đang chạy máy cả nhà. Hai cây côn của người ta nó ngộ quá ha anh. Của mình thì dằn ngang. Đó. Còn cái đó thì nó quẹo lại trước.